chứ không kiếm tiền không tham gia chương trình. Ai góp nhận 1000 tóc cần quê rễ trên sàn Coinbit nghe đầu tiên các bạn liên link phần liên mô tả đăng ký sàn Coinbit. Và bạn nào KC thành công thì cũng nên tham gia các bạn. Còn bạn nào mà chưa KC mà đăng ký mà KC có thể nhận thêm 30000 tóc cần CNR nữa các bạn. Giá khá là ngon các bạn. Là các bạn có thể tham gia được hai airdrop luôn các bạn. Một sàn mà tham gia được hai airdrop 30000 tóc cần CNR là giá khá là cao. Khoảng 300 đô. Con này cũng không nói lòng vòng nữa. Rồi các bạn bấm vào một hình vuông nữa các bạn. Rồi bấm vào Make the Connect các bạn. Rồi nhiệm vụ của nó rất là đơn giản. Đầu tiên là follow theo word. Follow theo word, follow Telegram. Follow khoan. Bây giờ mình làm theo word trước đi. Being the Clemmer. Giờ test là 3 người bạn các bạn. Giờ test là cái bình luận Clemmer. Test là cái username. Rồi các bạn QR em cũng chống người ta này các bạn. Thôi mình ghi các bạn ơi. Test câu trả lời của các bạn A còng. Quê không. Các bạn thì test lại y chang bình luận giống ta nha các bạn. A cộng QR. Copy. Này trả lời chương trình này góp các bạn test làm cái bình luận gì mà các bạn đi. Win này góp. VS. Rồi các bạn trả lời đi các bạn. Này rút. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Follow rồi. Account đi submit Coinbit email rồi ghi cái gì quyết cái link gì quyết tại cái này khó với ta. Rồi các bạn mở thay qua lên các bạn link gì quyết từ quyết này. Rồi bạn mở thay qua lên nè. Mẹ nào giờ mới thấy dự án này khó. Mình làm theo thôi các bạn. Các bạn vào trang cá nhân nè, vào một hồ sơ nè, vào một test trả lời nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ đường link này nè các bạn. Tự biết đâu pha. Rồi các bạn chia sẻ cái link này nè các bạn. Các bạn sao chép đến hay quên các bạn. Cái link tờ quyết chứ không phải link bài đồ file của mình. Phải không ta? Email theo word username and quyết comment. Email. Rồi các bạn nhập địa chỉ email của mình vô các bạn. Email đăng ký cái sàn Coinbit nha các bạn. A còng. Ơi, anh Quỳnh chứ. Rồi các bạn xuống dấu cách nha, các bạn bắt cái địa chỉ cái ấy luôn nha các bạn. Gỡ lần iPhone luôn.
rồi các bạn gỡ nha các bạn. Sai này sai vậy. Rồi follow Telegram này nó chấp nhận rồi, giờ mình follow Telegram nha các bạn. User follow Telegram mèo. Rồi các bạn nhấp vào hình vuông tiếp theo các bạn. Bạn qua bên Telegram nè. Các bạn join ba kênh channel của nó nè. A cộng nè. Một kênh nè. Một dấu A cộng là một kênh nha các bạn. Hai A cộng nè. Bạn join vào này các bạn. Mẹ A cộng qua. Ba kênh nè. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi ghi lại cái username Telegram các bạn. Mẹ dự án nó không để, nó không có để gì sao biết đường. À, cộng anh đi. Anh 0329931577 0329931577 gửi username thôi các bạn. Được không biết nữa. À được các bạn, gửi username Telegram. Invite Tiger username email UGL. Rồi các bạn gửi UGL Tiger o email UGL Tiger phụng mẹ nó. Rồi các bạn chờ một chia sẻ nè. Chờ một trang cá nhân mình bạn chia sẻ. Rồi sao chép đến cái nhớ tạm các bạn. Chọn bắt vào cái UGL o email. Bạn giao các bạn được không được. Rồi. Tiger username o email UGL Tiger username. Rồi các bạn gửi một cái invite Tiger username. Rồi gửi Tiger username các bạn. A cộng win VNNH9 nè. Này username Tiger các bạn xuống gạch nha các bạn. Các bạn ghi địa chỉ email đăng ký sàn các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Được không biết nữa. Rồi username Tiger không phải. Còn Quỳnh VNNH9 không được mới sợ. Invite Tiger username or email UGL email. À, email nó kêu email đăng ký sàn các bạn. Anh Nhân Quỳnh quên gì mới đúng chứ gì mà đi. Ủa kỹ chơi email đã chết rồi. Phan các bạn để mình dịch ra các bạn ơi. Mẹ trời này khó quá. Đây rớt của nó nè các bạn. Nó kêu là thực hiện ba thực hiện những cái tin nhắn Tiger sau khi điều kiện được đáp ứng hãy gửi email coi biết tên người dùng Tiger và liên kết tự quyết với những dưới tự quyết ví dụ như a còng gmail.com rồi tên rồi link liên kết. Ok quá rồi rồi qua trở lại rồi nè mình gửi email nè. Phan nó có gạch không ta? Phan có được gạch không ta? Email với phẩy Tiger giờ email nè. Email anh Nhân Quỳnh. Rồi các bạn email rồi các bạn gạch cái phải cái đi gạch cái đi các bạn gạch cái các bạn xuống dòng nè rồi cái tên cái tên username Tiger a cộng nè win nè win VNNH9 rồi các bạn xẹt cái nè
Rồi các bạn xuống đây copy cái đường link Twitter nè. Bà chó nè. Rồi các bạn sao chép đến theo Word nha các bạn. Ba link liên tục. Này mà không được nó nghỉ luôn được. Này hơi khó nên làm video hơi lâu các bạn. Xẹt này gặp nè. Rồi các bạn gạch xuống đây nè. Rồi các bạn gỡ các bạn. Nhận xích đồ. Rồi như vậy là được các bạn. Mình đã nhận được 1.000 tóc càng QRX nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào wallet nha các bạn. Rồi các bạn lấy địa chỉ ERC20 của mình đâu các bạn. Mẹ có đơn sơ gì mà làm khó khăn mình nữa ta. Sao làm được khó khăn mình được. Nhà tiếng hát đâu ta. Rồi các bạn sao chép với địa chỉ ERC20 các bạn. Nữa nó tự động nó trả đây luôn. Quạt ra trên sàn. Rồi mình tiếp cận các bạn. Du về fan rồi. Còn bấm vào bấm 3 lên xì. 3 lên xì. Theo thông tin là con này sẽ mùng 5 tháng 4 nó sẽ phân phối tốc càng QRX này cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì sàn đấy đó đấy. Bitum Chain iDrop nè sẽ phân phối vào em. Vậy video mình kết thúc các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nha các bạn. So, nó ghi UC Telegram ta. Telegram đâu ta. Email coi biết nè, thay word username nè và review. Xin cảm ơn các bạn ơi. Chị chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi quá hệt. Mở ra mới chết mẹ ha.